mẫu cô chứ. Hôm nay thì dạy đi tiếp tục ăn bánh tèo. Chiều nay ăn bánh tèo thì không ăn cơm. Cái đó sẽ chị cơ đó. Này đi ở dưới miền Tây thì thường thường đổ gì là cô chú chứ gì không có biết mà kiểu mà bỏ tôm với thịt vô. Chị biết cái kiểu gì sao mà đẩy nắp lại. Này cô hồn cô sao à? Chứ anh thì chị ta mình ăn gì? Cô hồn, đại sư. Ừ. Chị cô hồn bà. Thế là vì sao anh chưa rồi mà. Ừ. Vì sao anh chưa học sự. Đẩy lại. Sao không bỏ á? Sao không bỏ rồi? Sao kể cho tiền xin 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 quả? Má má xin tiền bố xin ạ? Xin 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 đều. Ừ. Ta sẽ ta sẽ mong vừa. Sao cho? Thôi bụng khơ. Ừ, ta sẽ bụng khơ. Sẽ mong vừa là lọc cho ta ấy. Xin xin má má ta, xin xin má má bố xin. Ừ, ta sẽ bụng khơ đấy. Nó chưa không dân nhìn sang cái lệnh chứ. Ừ, sang lệnh chứ. Ê, cô đừng khai, khai như hôm qua mà hôm qua. Để khai đi, ừ, để khai không sang chứ hồ quá. Khởi gì, tí nhăn ạ. Còn, 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 còn chứ. Còn xài gì hả cô ta? Chắc tôi sẽ chú bán ạ. Anh đem dưới mặt. Không có đem ạ. Thôi vào đi nha. Ừ, sao mà mà bụi chú ấy yếu? Ừ, sao mà mà bụi chú. Chưa chú nhìn mẹ sáng cơ đấy chú. Ừ. Chị nhớ hỏi. Chị nhớ là bạn bảo đi đi. Ừ. Ai đi không? Ai cố rồi. Chú ăn lâu muốn chị ta vậy à? Ủa rồi. Thế rồi học tôi cũng thư à. Chú vậy học thế vậy. Học đó. Bắt thua của xài đẹp là cái tái như nào nè. Trời nóng mà bắt quẹt, quẹt cái này nó không có được. Nhìn nào nha, trở lại bình. Ở chỗ à, trở lại bình thường. Có phần chú giả. Con bọn ông mà cô chú. Bánh xì. Bánh xèo. Bánh xèo. 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 Bánh xèo. Bánh xèo. Ờ, thưa là bánh xèo. Bánh xèo. Xèo xèo xèo. Cảm ơn tôi về tổ hoài tới thì sao xưa xưa. Thấy gì mà? Ừ. Thế thì tan được từ một cái gì đấy? Chi tan là thì nên cũng nhạc. Ừ, chi tan. Hẳn sao chi tan gì nữa? Thôi này chứ là một béo. Thôi nè, đi nè. Thôi bây giờ. Thôi nên thỏa học luôn nha. Thì hãy để lão hoàng nó sẽ cho băng vậy. Mẹ nó gì nhỉ? Con có cái xấu gì đó. Xấu gì ra? Nhĩ mận. Nhĩ luôn. Để mới đều. Ừ. Chứ là... Không được cô. Chi qua. Tê gò à? Tê gò à, tê gò à nhìn nhìn. Nó chỉ là tê gò.
他去玩时，他身上带还是剪头发的。你呢？嗯。今天不带衣服，来的时候是剪了爸爸衣服穿啊。nấu không có với nhau nấu với nhau không nấu với nấu với nó lại luôn không được rồi 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 không 嗯，我们不是开玩笑的啦，晚上到哪里去都要小心，要照顾好自己。知道了。看见吗？他这里怎么红，怎么忙啊？嗯。什么难改的？我问你们俩什么难哦？户口本的可以的。嗯我来用户，我用护照。现在我们准备从家开车到我妈妈那里。今天我们把车子放在我妈妈垫子里面，然后等一下到了再跟我姐姐一起去大冶，然后明天坐车，明天早上6点坐车去宜昌。三峡人家，哎呀，那一天交这些都不会，都得买这些了，那没养生那狗肥嘛，喝太不服。哎呀，这服不买脚，都容易害的是谁？哟，一刀呀，塞呀，这东了，没塞买呀，这塞的不。现在我们到我妈妈那里了，走。姐姐，有公主哎。也有警察来了。Hãy xin cháu đặt trà sữa. Mẹ. Tối không có đi ra ngoài mua cô chú. Xong mới đặt. Ê, thằng cầm lên nhẹ hững. Tưởng là cái gì.
Đó, giang xanh nó đặt cái gì vậy ta? Thiêu. Ủa như đặt nguyên cái giống như là cái xô nhỏ nhỏ hay gì thưởng cái này. Vậy thế này tái chị thao y phục? 3套 三套啊。身上穿一套，然后带两套，一天换一套。Ngày mai ba thím cháu sẽ đi cô chú ơi. Thì ngày mai sáng đi sớm từ cái đại giả nè, đi đến Nghi Sương á là đi xe có khoảng 4-5 tiếng. Đi tới đó không có chỉ tham quan cái đập Tam Hiệp không, thì ở đó có rất là nhiều cảnh đẹp luôn. Đó giống như là khu du lịch á. Đi thấy ở trong bao gồm nè, mình đi tham quan thác nước nè, rồi mình được đi thuyền, rồi mình đi ngắm một đoạn sông Trường Giang, núi, thấy đồi núi rồi sông hồ rồi rất là đẹp. Mai đi chơi luôn, đi trong vòng 3 ngày. Nó bằng quần cục này mới đi. Cái chân ghẻ không. Giờ soạn đồ, Di thì soạn xong hết rồi, Di đi lên đây luôn. Sáng nó đi ra cái bến đó đi chung với mấy người kia. Mình không chơi đi. Di thì đem theo mấy cái cuộn sạc dự phòng, có đem theo hộ chiếu nữa. Đi bên đây thì xài hộ chiếu. Ôi năm sau cái đi gia hạn lại visa nữa rồi, 2 năm đi gia hạn lần. Cái sao mà? Cái sao? Nghỉ hè xong cái chụp hình kỷ yếu à. 2023 năm sau lộ qua cấp 2. Giác Lâm này năm 2021. Giác Lâm đến là cô chú. Hồi 2 năm trước á, nó u nu à. Giống như Dân Huệ giờ vậy á. Xong nó giảm cân, nó tập thể dục nữa, cái giờ nó ốm nó cao. Với sự mô xung lèn cơ sang cơ lĩnh mà. 因为我说不要那么多啊。哦。他说送五个的。送五个。对。然后我说只要两个，我说要这个包。送这个包啊。嗯。哎，这个包啊。我。还有这个。这什么？牌，扑克牌，说去打牌。哈哈哈哈哈。对，叫我打你叫牌，你要多久？够不够？哦，还五百了。够不够？八百了。 Ê, chú hỏi tôi hả? Ờ, thà, thà, thà quân vậy, bây giờ tôi bây giờ bây giờ. Trời ơi, đi chơi mà tặng bài vậy. Chứ sao mà ngồi ba. Này ba có biết rồi. Đóng tiền rồi cô chú, đi theo đòn. Cái bao không đủ à, sừng. Ê, ê, chứ cái sú bao á, cho xuân sân bê cái bao chứ. Ê. Mà xua chứ cái sào bao chứ mà ta. Nãy chứ tưởng đâu cái túi nhỏ mà anh ngồi cái ba lô. Rồi ôi, xanh đọt chuối chi màu đỏ này nữa. Xong đi. Đỏ. 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 太可笑了。 Mới đầu đóng tiền á là 5 người đi cô chú, 5 người đi á là một người gần 700 tệ. Thế sau tới cuối cùng á thím Út với lại con thím Út không có đi. Nên bây giờ còn có ba thím cháu đi thôi. Sao không phải? Bài ở trong có cảnh nè, đẹp quá. Đi là mình sẽ được đi tàu nha, mình sẽ đi ngắm cảnh trên sông Trường Giang. Bài mà người ta in cảnh là do đẹp đẹp không à. Sùng
Nhìn cảnh đẹp quá, không biết ngày mai đi có được giống vậy không. Vô mà học ham à. Chứ sửa thôi. Ừ. Hmm. 当兵的那些, 那个日本人就是在这里被我们中国人打下去的。 嗯。 mặc đồ cổ trang như đi chụp hình rồi nữa. Ôi phát cho 4 bộ bài. Đi chơi buồn không có gì làm, đấm bài. Ừ. Cũng hay nha cô chú, bài ấy, người ta in cái này lên giống như là quảng bá du lịch luôn. Hôm nay thì Di đã đi đến Duy Xương rồi. Ngày mai thì Di sẽ chỉnh sửa video rồi sẽ đăng lên để cô chú anh chị xem. Thì Di đi 3 địa điểm. Địa điểm đầu tiên là thác Tam Hiệp. Địa điểm thứ hai là tham quan đập Tam Hiệp. Còn địa điểm thứ ba là tham quan một cái khu làng thiểu số, dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. Thì video đến đây kết thúc. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị rất là nhiều vì đã dành thời gian xem video của Di. Xin chào và hẹn gặp lại.